Công ty cổ phần Nét Việt tuyển 2 tài xế dấu B2, mô tả công việc, lái xe chở sếp và nhân viên công ty, bảo quản vệ sinh xe và các vật dụng trong xe, đưa xe đi kiểm định theo định kỳ quy định, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên, công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc: nam, độ tuổi từ 20 cho đến 35, sức khỏe tốt, có bằng lái B2 trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên, không yêu cầu trình độ, rành đường thành phố Hồ Chí Minh và có thể đi làm ngay, một tháng đi tỉnh từ 1 cho đến 2 lần, hiểu rõ luật giao thông và nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng luật định, khỏe mạnh, có trách nhiệm với công việc, nhiệt tình, hòa nhã, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, không ngại khó, sẵn sàng nhận đi công tác các tỉnh hoặc điều động khác, có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty, không uống rượu và sử dụng các chất kích thích khi đang làm việc. Quyền lợi được hưởng: mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng, phụ cấp cơm, được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, môi trường làm việc thân thiện. Yêu cầu hồ sơ: một bộ hồ sơ đầy đủ, photo công chứng các bằng cấp có liên quan. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần Nét Việt truyền thông đa phương tiện, địa chỉ Lầu 3, số 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Email yenlth@netviettv.net. Điện thoại liên hệ 0914 075 215 gặp chị Yến. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2018.